khóa học trực tuyến chuyên sâu về marketing, bán hàng, tài chính và lãnh đạo. Đã được kiểm chứng bởi 50 lớp học trực tiếp với hơn 5.000 CEO tham dự. Lần đầu tiên tại Việt Nam sử dụng phương pháp học tập đa tương tác MIOC. Kinh doanh du kích, khóa học dành riêng cho những ai đang làm kinh doanh cần vượt bão, khát khao sự đột phá và làm chủ sở hữu những doanh nghiệp triệu đô. Chương trình được giảng dạy bởi những chuyên gia thực chiến hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực marketing, sale, tài chính và quản trị doanh nghiệp. Mr. Y Phạm Ngọc Anh, CEO công ty cổ phần đào tạo ASK, Trác Hưng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Senland, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Senhome.vn, Mr. Tuấn Hà, Chủ tịch Vinalink Media và Vinalink Academy, Chủ tịch iMentor Cộng đồng Mentor Việt Nam, Mr. Nguyễn Trọng Thơ, CEO iNet và Unica, chuyên gia Internet Marketing, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông, Nguyên Giám đốc Trung tâm Đào tạo VinFast, Giám đốc Đổi mới Khối Đại học Cao đẳng, ông Nguyễn Kim Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kim Nam Group, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp và Kinh tế số 1 Việt Nam, ông Đỗ Hưng Hưng, CEO Associate Việt Nam, Tư vấn triển khai Affiliate cho Citibank, Sinbank, Shopee và Lazada. Ông Nguyễn Đức, chuyên gia Facebook Marketing, founder Aduka Academy, Aduka Media, Aduka Land. Ông Minh Adam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của SaleMaster, chuyên gia bán hàng qua điện thoại và được mệnh danh là sát thủ Telesale. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, co-founder công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và đào tạo GCCI, chuyên gia tư vấn đào tạo thuế và kế toán. Kinh doanh du kích mang đến kho tàng kiến thức chuyên sâu, mang giá trị thực tiễn cao và đặc biệt giúp bạn làm chủ 4 vũ khí tối thượng của mô hình kinh doanh tinh gọn để có thể vượt qua khủng hoảng thời kỳ VUCA. Tham gia chương trình, bạn sẽ được học tập với 8 chuyên đề khác nhau, từng bước lĩnh hội những tư tưởng lớn về thị trường kinh doanh và xác định được những mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp. Thay đổi triệt để tư duy kinh doanh chụp giật, bạn sẽ sở hữu ngay cho mình những chiến lược kêu gọi đầu tư, thu hút khách hàng cực kỳ hiệu quả. Cùng với đó là chiến lược marketing trên nhiều nền tảng với chi phí thấp hoặc thậm chí là không đồng. Không chỉ vậy, bạn còn có thể bỏ túi thêm cho mình những chiến thuật cạnh tranh độc đáo cho kinh doanh, các kỹ năng quản lý tài chính, huy động vốn thần tốc và phương pháp xây dựng, quản lý đội nhóm mà bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng bắt buộc phải có. Bạn sẽ biết cách làm thế nào để phân tích và xử lý các rủi ro mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải. Từ đó, bạn có thể nhanh chóng phát triển và vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất bằng con đường ngắn nhất. Đặc biệt hơn, phương pháp đào tạo trực tuyến mới mẻ, học tập đa tương tác MIOC lần đầu tiên tại Việt Nam giúp bạn có thể thu nạp kiến thức một cách tối đa, khác hẳn với những mô hình xem video, Zoom nhàm chán mà bạn đã từng tham gia trước đây. Bạn có quyết tâm tạo ra sự đột phá, bạn có khát khao sự thành công và phát triển vượt bậc doanh nghiệp. Rất nhiều người đang trên con đường đạt tới ước mơ của họ. Hãy trải nghiệm để không bỏ lỡ cơ hội phát triển của mình và doanh nghiệp. Lựa chọn nằm trong tay bạn. Đăng ký ngay khóa học kinh doanh du kích để trở thành những chiến binh hùng mạnh nhất trên thương trường khốc liệt.